Này các chị em làm chủ tiệm nail, full xăm hay chủ spa vào xem video này. Tùng biết rằng là các bà không phải là không ý thức được cái việc là phải làm marketing hay là phải là lên online để thu hút khách hàng đâu. Chẳng qua là các bà từ xưa đến nay đang định hình cái việc là cứ lên online hay là marketing thì đó là chạy quảng cáo. Bởi vì trong nghề của các bà ấy, là nhiều đối thủ họ vã rất nhiều quảng cáo hàng chục, hàng trăm triệu mỗi tháng để tạo ra khách hàng, đúng không nào? Và mình không biết làm cái điều đấy. Và mình cũng chỉ nghĩ rằng nó có mỗi cách đấy thôi. Thưa với các bà là marketing nó là một chuỗi các cái hoạt động nhằm tạo ra giá trị để thu hút khách hàng mục tiêu đến với tiệm và cái cửa hàng của mình. Nó không chỉ là mỗi hoạt động quảng cáo. Với cái thời đại ngày nay, video ngắn đang bùng nổ. Các bà có điện thoại smartphone rồi, đừng có rảnh rảnh mà ngồi mà lướt top top mới lại xem các cái video nhảm nhí giải trí vớ vẩn nữa. Dành thời gian ra mà quay video đi. Bà nào mà thích kiểu tám chuyện ấy, thích kiểu buôn dưa lê ấy, thì vừa làm nail, vừa rũa móng, vừa phun xăm các kiểu rồi, vừa quay cái video, và trong cái video đấy bà tám chuyện, bạn kể một cái câu chuyện về khách hàng, kể cái câu chuyện về về cửa hàng của mình, kể câu chuyện về chồng, về con. Đấy cũng là một cái hoạt động tạo ra giá trị mà, nó đơn giản vậy thôi. Rồi bà nào mà không giỏi nói nhiều, không giỏi kiểu hoạt ngôn trước ống kính, thì các bà tập trung vào chuyên môn. Các bà quay những cái gì mà hướng dẫn cho khán giả của mình ấy, là cái cách thức để chăm sóc móng thế nào, rồi rũa ra làm sao, rồi chăm sóc da, rồi lông mày lông mi thế nào. Các bà chỉ trỏ, các bà hướng dẫn, các bà tập trung vào chuyên môn nhá. Không giỏi nói thì giỏi làm, chỉ cho người ta, hướng dẫn cho người ta. Đấy, video, có điện thoại rồi, làm đi. Đó là các hoạt động tạo ra giá trị và thu hút khán giả và khách hàng mục tiêu đến với tiệm của mình đấy. Đó, đâu cần phải chạy quảng cáo đâu. Nào, làm đi,